Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Ngọc Linh. Mình vừa tốt nghiệp phổ thông, trung học phổ thông vào năm ngoái. Trong thời gian qua thì mình đã có luyện thi IELTS để chuẩn bị hồ sơ đi du học Úc. Và mình vừa có visa vào hôm thứ Sáu. Và ban lãnh sự quán có gọi phỏng vấn cho mình và hỏi chủ yếu là về ngành học của mình, xem mình có chuẩn bị kỹ những gì mà mình đã tìm hiểu trước đó hay không. Và mình đã đậu phỏng vấn và được cấp visa. Và mình có tìm hiểu thì mình thấy những cái bạn có được visa gần đây thì không có bị phỏng vấn, và mình cũng có hơi chủ quan. Nhưng mà bên công ty Tân Đại Dương cũng có hỗ trợ mình về cách trả lời cũng như những cái buổi học phỏng vấn, thế nên mình đã đậu phỏng vấn một cách rất là tốt. Qua Úc thì em sẽ học trường AIPULI, ngành quản lý nhà hàng khách sạn trong vòng 3 năm. Nhưng mà khi mới qua thì em phải sẽ học khóa Anh văn trong vòng 10 tháng, sau đó em sẽ học thẳng vào khóa cử nhân trong vòng 3 năm ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Mình có lời khuyên dành cho tất cả các bạn là các bạn hãy tự tin để trả lời phỏng vấn và tìm một công ty uy tín như là công ty Tân Đại Dương để làm hồ sơ cho mình. Và trong thời gian làm hồ sơ thì phía bên công ty Tân Đại Dương rất là nhiệt tình, hỗ trợ hết mình, luôn quan tâm tới em và luôn giúp đỡ em. Và bên cạnh đó thì em cũng cảm ơn chị Huệ đã giúp đỡ làm hồ sơ cho em rất là tận tâm và luôn quan tâm cũng như là chia sẻ cho em để được kết quả như ngày hôm nay. Và chúc các bạn